Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hiền Phương, phụ trách truyền thông của phong thủy Trizento, thành viên của Kisato, một trong những công ty thi công thiết kế hàng đầu Việt Nam. Với các thiết bị, văn phòng và cả núi công việc khiến cho con người cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Vậy nên, để không gian xanh mát, đẹp đẽ và con người thư giãn, làm việc hiệu quả thì có một giải pháp tuyệt vời, đó là sử dụng cây văn phòng. Nếu như trước đây cây xanh chỉ có ở ngoài thiên nhiên, cây cảnh chỉ dành cho những ai ham mê thú chơi này thì bây giờ cây xanh văn phòng lại được rất ưa chuộng vì con người hiểu được những lợi ích mà nó mang lại. Và ngay sau đây hãy cùng tìm hiểu về những loại cây văn phòng chiêu tài, rước lộc, giúp công danh thăng tiến nhé. Đầu tiên chúng ta cần hiểu về lợi ích của cây văn phòng. Cây cảnh để ở trong văn phòng là một điểm nhấn giúp không gian đẹp hơn, bớt nhàm chán và tươi mát. Cây xanh văn phòng với màu xanh tươi mát thì sẽ làm dịu mắt sau những giờ làm việc mệt mỏi với máy tính và giấy tờ. Màu xanh còn làm dịu lại tinh thần và giúp cho tinh thần của chúng ta thoải mái và tràn đầy năng lượng. Một số loại cây văn phòng còn tỏa mùi hương nhẹ, giúp cải thiện tâm trạng và xoa dịu tinh thần, khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn. Theo một số chứng minh của các nhà khoa học, thì cây cảnh trong văn phòng giúp con người tăng 20% trí nhớ và 15% sự tập trung. Hiệu suất công việc ở những văn phòng có bài trí cây xanh thì cũng sẽ tăng lên là 12% do nhân viên làm việc trong môi trường giảm bớt áp lực và tinh thần thoải mái hơn. Đặc điểm của cây văn phòng là khi lựa chọn cây cảnh nội thất văn phòng, bạn nhớ chọn loại cây với kích cỡ vừa phải, phù hợp với không gian văn phòng làm việc của mình, và bạn cũng nên quan tâm tới sự hài hòa màu sắc của sơn tường, nội thất để khi đặt vào thì sẽ tạo nên một không gian hoàn hảo. Vậy yếu tố không thể xem nhẹ khi chọn vị trí cho cây xanh văn phòng đó là yếu tố phong thủy. Nếu cây đặt đúng vị trí thì sẽ mang lại vượng khí, tài vận thăng tiến, may mắn và thuận lợi. Và nếu như muốn chọn đúng vị trí để đặt cây văn phòng thì bạn nên tìm hiểu các yếu tố phong thủy khác tác động vào những tuổi, mệnh hay là hướng. Và sau đây chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số loại cây cảnh văn phòng đẹp đang được ưa chuộng hiện nay. Bạn có thể chọn ra loại cây yêu thích và phù hợp với mình để mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống. Đầu tiên đó là cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ vừa có vẻ ngoài bắt mắt với những chiếc lá thẳng, xanh thẫm, viền vàng, lại vừa có tác dụng lọc sạch không khí. Theo các chuyên gia thì cây này có thể hấp thụ các chất gây ô nhiễm môi trường và 107 loại độc tố. Vì vậy khi đặt chúng vào trong phòng chẳng khác nào một chiếc máy lọc không khí tự nhiên. Cây lưỡi hổ còn hạn chế hội chứng nhà cao tầng nên nó cực kỳ thích hợp cho không gian nhà ở hay là văn phòng ở trên cao. Nó giảm stress và tạo cảm giác thư thái cho con người. Cây lưỡi hổ có nhiều kích thước khác nhau. Cây lớn thì bạn có thể trưng bày ở trong phòng, ở hành lang hay là ở sảnh của văn phòng. Và nếu như là cây nhỏ thì bạn có thể biến nó thành cây cảnh để ở bàn làm việc. Tiếp đến là cây trầu bà lá xẻ. Trầu bà là một trong số các loại cây hút khí độc và cũng là cây để bàn văn phòng phổ biến. Cây trầu bà thì có khả năng hút các khí độc, khí thải từ xe cộ, khói thuốc, tia bức xạ từ các thiết bị điện tử. Con người còn gọi nó là nhà vô địch trong cây xanh văn phòng, giúp hấp thụ khí độc. Tiếp theo đến là cây cỏ lan chi. Cỏ lan chi là cây cảnh nội thất văn phòng có tác dụng với sức khỏe của con người. Nó giúp lọc sạch không khí ở trong nhà, loại bỏ độc tố cho không gian văn phòng trong lành, con người cảm thấy thư giãn hơn. Tiếp theo đến là cây thường xuân. Cây thường xuân là loại cây cảnh văn phòng có thể loại bỏ 80% khí độc trong không gian của bạn. Cây thường xuân còn có tên gọi khác là cây trường xuân, cây vạn niên. Cây này thì rất dễ chăm sóc, thuộc dạng cây leo nên rất thích hợp trồng trong chậu hay là treo tại các văn phòng làm việc, phòng họp hay là hành lang. Tiếp theo đến là cây ngũ gia bì. Ngũ gia bì thì thích hợp làm cây cảnh văn phòng bởi nó là loại cây sống trong bóng râm rất tốt, chịu được hạn. Nó còn được dân gian gọi tên là cây chân chim. Ngũ gia bì có tác dụng đuổi côn trùng, đặc biệt là muỗi, bởi mùi hương tiết ra từ cây.
Theo ý nghĩa phong thủy thì cây chân chim tượng trưng cho sự sinh sôi và nảy nở. Một loại cây nữa là cây sen đá. Những năm gần đây thì hoa sen đá đặc biệt được ưa chuộng dùng làm cây cảnh ở văn phòng bàn làm việc với sự đa dạng về chủng loại cũng như màu sắc rất được lòng công sở. Bên cạnh đó, đối với sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt nên cây sen đá rất dễ chăm sóc. Đây là loại cây ưa nóng nên bạn có thể đặt cây gần cửa sổ hoặc để cho cây tắm nắng 1 đến 2 hay là 3 lần một tuần để cho cây khỏe đẹp. Cây tử la lan còn gọi là cây hoa chuông tình yêu. Cây hoa tử lan với màu sắc rực rỡ sẽ là điểm nhấn cho không gian văn phòng của bạn. Hay là cây thiết mộc lan. Thiết mộc lan được trồng nhiều làm cây xanh ở văn phòng bởi có tác dụng lọc không khí vô cùng tốt. Ngoài ý nghĩa bảo vệ về mặt sức khỏe, nó còn có ý nghĩa trong phong thủy. Cây mang lại may mắn cho gia chủ. Thiết mộc lan còn có tên gọi khác là cây phất dụ. Vì vậy, một ý nghĩa nữa của cây này đó là chiêu rước tài lộc về cho gia chủ. Bên cạnh đó là những lưu ý khi mà chọn cây phù hợp với từng không gian. Ví dụ như là các bạn chọn cây trong văn phòng sếp và phòng quản lý. Văn phòng của sếp, nhà phòng giám đốc này, chủ tịch hay là trưởng bộ phận là nơi cực kỳ quan trọng. Cây trồng tại những căn phòng nên là những cây có ý nghĩa phong thủy cực tốt, mang lại sự sang trọng, quyền lực và thăng tiến. Muốn như vậy thì ta cần chọn những cây có vẻ ngoài bề thế nhưng thanh thoát, cao lớn nhưng mà lịch lãm. Bạn cũng nên chọn những cây như là cây bạch mã hoàng tử, cây trúc nhật, cây trầu bà đế vương chẳng hạn. Và cây ở trong văn phòng hội họp thì thường có không gian rộng lớn này, diện tích đủ để các nhân viên ngồi cùng trao đổi bàn bạc công việc. Thường thì phòng này hay sắp xếp bàn ghế theo kiểu chữ U hoặc là bàn dài hình vuông. Với những chiếc bàn lớn như vậy thì những chậu lan ý, hồng môn hay là ngũ gia bì xanh nhỏ nhắn chính là những yếu tố tô điểm cho căn phòng của bạn thêm đẹp và trang nhã hơn. Đồng thời những cây trồng trong văn phòng này cũng giúp giảm bớt căng thẳng, áp lực để mọi người cùng suy nghĩ và đưa ra những phương án làm việc hiệu quả nhất. Những cây trồng trong văn phòng làm việc thì đa số các văn phòng làm việc ở cơ quan hành chính công ty hay là doanh nghiệp thì có hai kiểu. Kiểu văn phòng thứ nhất là mỗi bộ phận, mỗi ban ngành hoặc là nhóm làm việc ở tại phòng khác nhau. Ví dụ như bộ phận marketing thì không liên quan đến bộ phận hành chính nhân sự, phòng tư pháp, hộ tịch thì không ngồi cùng với phòng địa chính. Khi mà đã tách ra như vậy thì cửa đóng chính là không gian được ngăn cách. Và trong trường hợp này thì nên trồng các cây cảnh mini, cây cảnh để bàn làm việc thì sẽ rất phù hợp. Tùy ý sếp hoặc là tùy vào sở thích của mỗi nhân viên mà lựa chọn loại cây cảnh cho phù hợp. Có khi là những loại cây phong thủy như là cây ngũ gia bì, cây kim ngân hay là có thể là cây phú quý chẳng hạn. Kiểu văn phòng thứ hai là một phòng bao gồm cả công ty, cơ quan cùng ngồi làm việc với nhau. Khi nhiều nhân viên với các công việc khác nhau ngồi cùng một không gian thì cần có sự phân biệt giữa các bộ phận này với bộ phận khác để sếp dễ dàng quản lý, nhân viên thuận tiện trao đổi công việc. Và sự lựa chọn hợp lý nhất trong lúc này đó chính là cây trồng vươn thẳng, cao lớn để chia tách không gian. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần lưu ý là tán là cây không quá rộng hay là xum xuê thì sẽ chiếm nhiều diện tích. Cây lỡ hổ hay là cây trúc bách hợp sẽ là một quyết định đúng đắn. Và vừa rồi là những loại cây văn phòng giúp chiêu tài dư lộc, giúp công danh thăng tiến. Hy vọng các bạn sẽ chọn được cho góc làm việc của mình cũng như văn phòng của mình một